Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ hiện đại hóa ngày càng nhanh đã dẫn đến nhiều phong tục tập quán, bản sắc văn hóa các dân tộc đang dần bị mai một. Bởi vậy, dự án khởi nghiệp DITEC, gìn giữ nghề thêu truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên mà Câu lạc bộ thêu truyền thống Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên phát triển có ý nghĩa không những định hướng nghề nghiệp mà còn góp phần vào quá trình gìn giữ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong chuyên mục Việc tốt quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thành viên của dự án này để tìm hiểu về tình yêu và niềm đam mê của các em đối với văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên nói riêng. DITEC, gìn giữ nghề thêu truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên là dự án đầu tiên được Câu lạc bộ thêu truyền thống của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên triển khai. Được thành lập từ đầu năm 2021, Câu lạc bộ đã thu hút hơn 20 sinh viên đang học năm thứ nhất và thứ hai tham gia. Các em đều là người dân tộc thiểu số có niềm đam mê, yêu thích và biết may vá thêu thùa các sản phẩm truyền thống của dân tộc mình. Các sản phẩm thổ cẩm vẫn đang được duy trì trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nhưng mà các sản phẩm thêu tay truyền thống thì ngày càng ít và nghề thêu tay truyền thống đang dần bị mai một. Số người thêu tay truyền thống thì không nhiều. Đối với các bạn học sinh sinh viên, chỉ có một số ít bạn được học thêu từ các bà các mẹ và chỉ thêu những hoa văn họa tiết đơn giản trên trang phục. Do đó chúng em đã thực hiện dự án này nhằm giữ gìn nét đẹp truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Hàng tuần, ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt từ 1 đến 2 buổi để giáo viên hướng dẫn cách thêu và các thành viên bổ sung, góp ý hoàn thiện sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, để nâng cao tay nghề cho các em, nhà trường đã mời các nghệ nhân có kinh nghiệm truyền dạy và hướng dẫn từng đường kim mũi chỉ, ý nghĩa các hoa văn, họa tiết. Nhờ đó, các sản phẩm là những chiếc túi vải được thêu tay truyền thống, làm thủ công tỉ mỉ của câu lạc bộ ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn. Đặc biệt, các họa tiết hoa văn trên sản phẩm cũng thể hiện chính nét văn hóa đặc sắc của từng dân tộc với nguyên liệu thân thiện với môi trường. Điều này cho thấy các em thực sự tâm huyết với văn hóa truyền thống. Sản phẩm dự án của chúng em là những hoa văn họa tiết được theo tay trên chất liệu vải thô và được may thành các túi có kích thước khác nhau, thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ dân tộc thiểu số. Thông qua những hoa văn họa tiết này thì chúng em muốn các khách hàng và người sử dụng hiểu hơn về những nét độc đáo của dân tộc chúng em. Ví dụ như em là người dân tộc Mông thì những hoa văn họa tiết của chúng em chủ yếu là những hình học và các loại chỉ có màu sắc sặc sỡ, thể hiện sự tươi vui và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng em. Dự án DITEC, gìn giữ nghề thêu truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên của câu lạc bộ đã lọt vào vòng bán kết của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kai 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc UNFPA tổ chức. Để tiếp tục hiện thực hóa dự án, cùng với việc duy trì sản xuất sản phẩm, các em cũng đang phát triển kênh phân phối và bán sản phẩm ra thị trường. Trong năm đầu tiên thực hiện, sản phẩm sẽ được phân phối trực tiếp đến khách hàng hoặc sẽ được gửi bán tại các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Từ năm thứ hai, câu lạc bộ sẽ lập trang web và liên kết với các trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh thành khác trên cả nước nhằm giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn. Với cách làm như vậy, chỉ trong 4 tháng, nhóm đã bán được 140 sản phẩm. Điều đó cho thấy triển vọng phát triển của dự án. Thông qua cái dự án này thì cũng nhà trường cũng mục đích ấy là thứ nhất là muốn gìn giữ cái nghề thêu của chính các em, chính dân tộc các em. Và sau đó thì nhà trường cũng muốn là, tại vì là tỉnh Điện Biên cũng có rất nhiều các cái dự án mà về văn hóa dân tộc thiểu số. Thế thì nhà trường cũng muốn là góp một cái phần nhỏ trong cái việc là thực hiện, thứ nhất là gìn giữ những cái văn hóa giá trị truyền thống của dân tộc. Thứ hai nữa là cũng sẽ là giúp một phần, góp sức một phần vào cái việc là phát triển du lịch tỉnh Điện Biên. Vì là cái dự án túi của nhà trường ấy thì cũng đã được chào hàng và gửi đến những cái điểm du lịch ở trên tỉnh Điện Biên. Mặc dù là vừa rồi là có Covid, nhưng mà trước 30 tháng 4 ấy thì các em cũng đã đi chào hàng và cũng đã có những cái sản phẩm đã được khách du lịch nước ngoài cũng như là du lịch ở các tỉnh, người ta đến tham quan Điện Biên và đã mua.
Với các thành viên câu lạc bộ thêu truyền thống trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, dự án này không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ nghề thêu truyền thống của các dân tộc cho các bạn học sinh sinh viên nữ đang học tại trường, mà thời gian tới các em sẽ hướng tới mở rộng quy mô và tạo việc làm thêm và tăng thu nhập cho những phụ nữ dân tộc nghèo biết thêu trên địa bàn tỉnh. Những định hướng phát triển đúng đắn cùng tình yêu, niềm đam mê với văn hóa truyền thống, dự định của các em chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Và đến đây chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.